Sau chuyến biển đầu năm mới, thời điểm nhiều ngư dân bắt đầu quay lại các cảng cá, chờ lên tàu tiếp tục đi chuyến biển mới. Tuy nhiên, do lương thấp, đi biển vất vả, nhiều ngư dân cũng bỏ nghề biển, chuyển sang nghề khác. Ngư dân tại cảng Hòn Rớ cho biết, hiện nay có nhiều người hàng chục năm đi biển vẫn bỏ nghề do công việc vất vả, thu nhập không ổn định. Bình quân thu nhập từ nghề đi biển khá thấp, chỉ từ 3 đến 5 triệu đồng mỗi tháng. Nhưng nếu gặp chuyến không có cá, thua lỗ, ngư dân trở về trắng tay. Trong khi đó, tại đô thị đang phát triển như thành phố Nha Trang, thì họ dễ dàng tìm việc làm với thu nhập ổn định từ 7 đến 8 triệu đồng mỗi tháng. Theo các chủ tàu, việc nhiều ngư dân bỏ biển lên bờ khiến nhiều chủ tàu phải ngược xuôi khắp nơi tìm bạn đi biển. Mấy năm gần đây, lượng tàu cá đóng mới tăng nhiều. Trong khi đó, số lao động đi biển ngày càng giảm. Một số chủ tàu đành nhận những lao động chưa đi biển bao giờ. Theo Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản Khánh Hòa, toàn tỉnh hiện có hơn 9.700 tàu cá các loại, với trên 30.000 lao động, nhưng chỉ có khoảng 30% người lao động biển ở địa phương thực sự bám nghề. Khoảng 70% còn lại là lao động mang tính thời vụ, không có sự gắn bó lâu dài với nghề.